Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni cùng tất cả quý đồng hương Phật tử thân mến. Đảng sanh là ngày vui của hàng Phật tử chúng ta trên toàn thế giới. Chúng ta long trọng tổ chức ngày lễ Phật đản là chúng ta tưởng niệm đến đấng cha lành với lòng từ bi vô lượng. Ngài đã hành đạo nhiều vô số kiếp, hầu tìm ra con đường giải thoát cho Ngài và cho chúng sanh nhân loại. Từ khi có Đức Phật ra đời, loài người và các chư tăng chúng ta được hưởng rất nhiều phúc báo. Tối pháp của Ngài là một món linh dược mà bất cứ ai trong chúng ta thực hành theo đều được tìm đến nơi giải thoát, hạnh phúc, bình an. Và ngay hôm nay, một ngày rất là trọng đại trong giờ linh thiêng này, anh chị em ca nghệ sĩ của chúng con, trên dưới 40 chục anh em ca nghệ sĩ cùng 3 vũ đoàn, cùng đoàn lân, bắt đầu chương trình của chúng con thực hiện một chương trình văn nghệ dâng lên cúng dường và phục vụ cho tất cả quý đồng hương Phật tử đã đến tham dự trong ngày lễ của Đấng Cha Lành hôm nay. Dạ vâng, và thưa quý vị, trên dưới 40 tiết mục để hầu gửi đến quý vị. Trước tiên là cúng dường chư Phật đến, cũng như là gửi đến quý vị quan khách trong ngày hôm nay. 40 tiết mục thì 20 tiết mục là của Triệu Mỹ Ngân rồi, thành ra quý vị sẽ tha hồ trong ngày hôm nay. Dạ, chắc chắn là vậy. Trình diễn của Triệu Mỹ Ngân, anh chị em của chúng con một năm chỉ có một lần, rất là vui để được tề tựu ngày hôm nay. Trước tiên là cúng dường chư Phật, thứ nhì là gửi đến quý vị những nhạc phẩm về đạo Phật một lần nữa. Hy vọng rằng qua những nhạc phẩm đó, chúng ta sẽ hiểu nhiều, học nhiều, và đặc biệt là giới trẻ biết nhiều hơn về đạo Phật. Và ngày hôm nay thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình văn nghệ, chúng con xin được kính mời Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý quan khách thưởng thức một phần trình diễn, một vũ khúc của các em gia đình Phật tử Liên Hoa qua vũ khúc mang tên Trăng Tròn Tháng Tư. Lòng tin đi đấng Thế Tôn đạn sanh.
Vâng, thưa quý vị, đó là phần trình diễn nhạc khúc Trăng tròn tháng tư của các em gia đình Phật tử Liên Hoa. Các em đến đây cũng rất từ sớm cùng với tất cả các đồng bào Phật tử để chờ đón và cùng nhau trình diễn một tiết mục mà các em hàng năm là một niềm vinh dự được dâng cúng lên đấng từ phụ. Và ngày hôm nay lại thêm một tiết mục múa nữa của gia đình Phật tử Chánh Trí. Thưa quý vị, khúc hát ân tình. Quý vị, hai tiết mục múa vừa rồi mở đầu cho chương trình văn nghệ cúng dường Phật đản năm nay và bây giờ, để không khí được tưng bừng hơn, rộn rã hơn, chúng con xin mời Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý quan khách, chúng ta cùng nhau hãy chào đón phần trình diễn của Đoàn Lân Nhân Dũng Đường.
ơn các em trong đoàn Lân Nhung Dũng Đoàn một lần nữa đã đến trong chương trình văn nghệ và cúng dường Phật đản trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, bên cạnh Đỗ Tân Khoa cũng như Triệu Mỹ Ngân, thêm một người bạn, một người em sẽ đảm trách chương trình MC hôm nay. Thưa quý vị, Ngọc Châu. Lời đầu tiên cho phép Ngọc Châu xin được gửi lời chào trân trọng đến quý sư thầy, quý sư cô cùng toàn thể các gia đình Phật tử đang có mặt trong đại lễ Phật đản ngày hôm nay tại My Square Park. Vâng, thưa tất cả quý vị, với tiết mục múa lân vừa rồi của đoàn lân Nhân Dũng Đoàn, thì thưa quý vị, đó chính là cái món quà đầu tiên mà của Trung tâm Đỗ Thanh muốn mang đến cho tất cả quý vị ngày hôm nay, vừa cúng dường mừng ngày lễ Phật đản cũng như là gửi đến tất cả quý vị. Và chắc chắn là không thể thiếu được sự đại diện của Trung tâm Đỗ Thanh sẽ lên đây để có đôi lời phát biểu với tất cả quý vị. Và không ai khác, cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu anh Bon Nguyễn sẽ đại diện cho Trung tâm Đỗ Thanh và lên có đôi lời phát biểu với tất cả quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch năm 2561, Bon Nguyễn đại diện cho Hội đồng Quản trị Trung tâm Đỗ Thanh Entertainment xin gửi lời chào đến quý tôn đức tăng ni và hàng Phật tử, quý thân hào nhân sĩ, quý hội đoàn, đoàn thể, quý vị mạnh thường quân cùng tất cả quý vị khán thính giả có mặt trong ngày hôm nay. Và vì lý do là anh Đỗ Thanh đang trong tour diễn bên châu Âu cho nên tạm thời anh Đỗ Thanh không có kịp về để tham dự buổi đại lễ Phật đản ngày hôm nay. Và anh Đỗ Thanh cũng như Bon Nguyễn cùng Trung tâm Đỗ Thanh và tất cả các anh chị em nghệ sĩ kính chúc quý vị có vào một mùa lễ Phật đản thanh tâm thường, an lạc, vạn sự cát tường. Và sau đây xin kính mời quý vị bước vào chương trình văn nghệ. Cảm ơn Bon Nguyễn và cũng như ban nhạc The Angel Band. Thưa quý vị, khi nói đến lễ Phật đản là nói đến những ca khúc để mừng Phật đản. Và một trong những tạng kinh mà người Phật tử nào cũng biết đến đó là Kinh Pháp Hoa. Đây là pháp môn thống nhất tất cả các pháp, và người niệm Kinh Pháp Hoa được tin rằng có thể tiêu trừ được những nghiệp chướng cũng như thành vô thượng pháp. Ngày hôm nay, một tiết mục mà chúng con kính dâng lên Đức Phật cùng với Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng tất cả Phật tử, nhạc phẩm mang tên Kinh Pháp Hoa qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Triệu Mỹ Ngân và vũ đoàn Việt Cầm.
Xin cảm ơn phần trình diễn vừa rồi của nữ ca sĩ Triều Mỹ Ngân với nhạc phẩm Kinh Pháp Hoa cùng với phần minh họa của vũ đoàn Việt Cầm. Vâng, thưa tất cả quý vị, và trong không khí của những ngày cuối xuân thì có lẽ rằng là quý vị thấy là đối với người Việt Nam chúng ta đó vẫn có cái thói quen là vào những ngày rằm, nhất là rằm tháng Giêng và những cái ngày sau đó thì chúng ta đều hay đến chùa để chúng ta có thể cầu mong những cái phước lành với gia đình của mình. Và cũng là một trong những cái truyền thống của người Việt Nam chúng ta, đó là đi chùa hương. Và ngày hôm nay thì một lần nữa trong không khí của ngày Đảng Sanh, nhưng mà Ngọc Châu muốn mời tất cả quý vị cùng với nữ ca sĩ Hải Âu và Erlinda sẽ cùng đến với chùa hương qua nhạc phẩm Em Đi Chùa Hương và phần minh họa của vũ đoàn Phượng Hồng. Thưa quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Vâng, đúng là khi đi chùa Hương thì em lúc nào cũng là chỉ có 15 tuổi mà thôi, thưa quý vị. Và trong ngày hôm nay, tiếp nối trước khi mà gửi đến quý vị các tiếng hát của các anh chị nghệ sĩ trung tâm Đỗ Thanh cũng như ban nhạc Angel Band, chúng con xin được đi đầu cung thỉnh chư Tôn Đức chứng minh cho đại lễ Phật Đản Phật lịch 2561. Con xin được kính cung thỉnh một lần nữa Hòa Thượng Thích Nguyên Trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể và nhất là quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, nhất là quý vị đồng hương thân thương. Thưa quý vị, tôi lên đây chắc quý vị đã biết. Thứ nhất là tôi mong rằng và yêu cầu quý vị nên ở lại cho tới cùng. Là tại sao như vậy? Chúng ta ngồi nghe không à? Mà biết bao nhiêu công lao của các em. Đó. Từ học sinh, sinh viên, các nghệ sĩ vân vân bỏ biết bao nhiêu thời gian rất là quý giá. Mà nhất là cái thời gian ở bên xã hội Hoa Kỳ này rất là khó khăn. Mà anh chị em và các cháu bỏ thời gian mà tập dượt ngày hôm nay để lên cống hiến cúng dường Phật Đản và đồng thời cúng dường cho tất cả chúng ta. Thành cho nên mong rằng quý vị ráng cố gắng ở lại để không cô phụ cái sự trông đợi và hy sinh của các em. Quý vị có đồng ý không? Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Một con én không bao giờ làm nên mùa xuân, mà được mùa xuân đầy đủ và trọn vẹn đó phải nhiều con én. Cái việc làm ngày hôm nay, đây là Phật Đản lần thứ hai. Là từ nước nào năm 1992, tôi làm trưởng ban tổ chức, là tổ chức lần đầu tiên trên 50.000 người ở tại Masipat này. Thì năm nay là năm thứ nhì, nhờ cái phước đức của Hòa Thượng Thiện Long Phật Viện Chủ Phật Tổ. Cái thứ nhất là Ngài muốn tình nguyện để góp công cho ngày lễ Phật Đản này, là Ngài muốn trả ơn Đức Phật. Nếu không có Đức Phật, chắc lẽ chúng ta đã làm lễ mãn tang cho Hòa Thượng rồi. Nhưng mà Ngài sống được ngày hôm nay nhờ có linh thiêng của Phật Pháp, chư Tôn Đức Tăng Ni, tôi nghĩ rằng trong này tất cả các Phật tử của mày, mỗi người đều có một cái lời cầu nguyện mà Hòa Thượng được tai qua nạn khỏi. Ngày hôm nay Ngài muốn trả ơn Đức Phật, cho nên Ngài tình nguyện làm lễ, làm trưởng ban tổ chức lễ Phật Đản năm nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay đi. Thưa quý vị, lễ Phật Đản năm nay quý vị thấy hay không? Hay không? Ăn uống đầy đủ không? Trang trí đẹp không? Tất cả đều buffet. Đó là do mỗi người một bàn tay. Và hôm nay các em cũng vậy, về đây ca múa sướng hát, các anh chị em người sĩ vậy. Cho nên tôi xin đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ xin cảm ơn hết tất cả mọi người có sự hiện diện này, và cũng có một số người, nhất là những cơ quan truyền thông báo chí vắng mặt hôm nay cũng khá nhiều. Chính nhờ lời tất cả những cái chuyển tải cái tin tức mà ngày nay đồng hương đồng bào Phật tử đi ở khắp mọi nơi mà biết tin. Và tôi nghĩ rằng không những ở tại xứ Hoa Kỳ này mà gần như ngày nay khắp năm châu họ đã theo dõi hết tất cả cái sự việc của chúng ta ngày hôm nay. Vì cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại Orange County này nói riêng và miền Nam California là con mắt và cái hơi thở và cái lỗ tai nghe của toàn thể thế giới. Thành nên chính cái việc làm của chúng ta ngày hôm nay đầy đủ như vậy, nhất là những cái bài thuyết trình vừa qua, ai ai cái điều canh cánh bên lòng là nhìn quê hương như vậy, chúng ta cần phải đoàn kết như vậy, chúng ta cần phải hy sinh như vậy, và mong rằng Việt Nam của chúng ta càng sớm có hòa bình, độc lập, tự do và nhất là nhân quyền trên quê hương. Một lần nữa tôi không biết nói gì hơn, thay mặt giáo hội xin cảm ơn hết tất cả mọi người và mong rằng năm tới chúng ta sẽ đón mừng Phật Đản 2562. Hai trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin được cảm tạ Hòa Thượng Thích Nguyên Trí.
Và tiếp nối trong chương trình văn nghệ ngày hôm nay, như Hòa Thượng đã nói, rất rất đông các anh chị em nghệ sĩ đã tề tựu về đây để cùng nhau ca hát và kính mừng Phật đản. Thành ra quý vị ở đây, quý vị ngồi mát, nắng trưa mà vẫn mát dưới những túp lều, thì chiều chiều gió hiu hiu, chúng ta hãy ở đây để thưởng thức tất cả những tấm lòng các anh chị em hàng nghệ sĩ sẽ hát với tấm lòng, và quý vị sẽ thưởng thức với những trái tim. Vâng, thưa tất cả quý vị, với hơn 40 tiết mục, với sự góp mặt của tất cả các anh chị em nghệ sĩ từ Trung tâm Đỗ Thanh cho đến các anh chị em nghệ sĩ tại Orange County của chúng ta, thì chắc chắn đây là sẽ là một cái món quà rất là lớn để dâng lên Đức Phật. Và thưa quý vị, mỗi một ngày chúng ta mở mắt ra, chúng ta thầm cảm ơn và chúng ta cầu nguyện, là bởi vì thưa quý vị, chúng ta có được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, và chúng ta vẫn cầu mong cho những ngày sắp tới chúng ta cũng là những ngày bình an. Và chúng ta không chỉ cầu cho riêng chúng ta, mà cầu cho tất cả mọi người, cầu cho thế giới, cầu cho đất nước Việt Nam của chúng ta, giống như là của thầy vừa mới chia sẻ. Và trong cái tâm tình đó thì ngay sau đây chúng tôi mời quý vị cùng đến với một nhạc phẩm đầy ý nghĩa, Tri Ân Phật Thích Ca, qua sự thể hiện của nam ca sĩ đến từ Việt Nam. Thưa quý vị, Đồng Thanh Tâm. Mê tâm tối ta bà, điều ngư trương phu bậc đại giác ngộ đại từ bi, Thế Tôn danh Phật là cha lành độ khắp thế gian. Thiện nhân muôn loài đang còn chìm trong ngàn khổ đau, sương khi nắng qua rồi, chỉ còn vô minh lòng còn tham lợi còn sân si, nên kiếp con người mấy ai qua được con đường tự sinh. Lòng không đối dời chuyên cần pháp môn niệm Phật, từ nơi đã tiến đầu xuất trở về thế gian. Hai tứ quy nghi ngài quyết tâm đi tâm đạo, bỏ qua thân vàng tổng mang lời danh tham giờ con, để cho muôn loài con đường vượt qua sinh tử, mới hay ân ngài đâu gì sánh bằng người sân si, nên kiếp con người mấy ai qua được con đường tự sinh.
xuân trở về thế gian. Hãy tứ quy y ngài quyết tâm đi tâm đạo, bỏ qua thân vàng không mang lời danh tham ai, quyết tâm tu hành nên ngài xa lìa vợ con, để cho muôn loài con đường vượt qua sinh tử. Mới hay ân ngài đâu gì sánh bằng người ơi, bỏ qua thân vàng không mang lời danh tham ai, quyết tâm tu hành nên ngài xa lìa vợ con, sinh tư. Mới hay ân ngài đâu gì sanh bằng người ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được cảm ơn nam ca sĩ Đồng Thanh Tâm rất là nhiều với nhạc phẩm tri ân Phật Thích Ca. Và có lẽ rằng là trong cái không khí của ngày đản sanh hôm nay đó, thì quý vị thấy là sẽ còn rất rất nhiều những nhạc phẩm do các nghệ sĩ sẽ trình diễn và gửi đến tất cả quý vị. Thì kính thưa quý vị cũng đã biết rồi đó, những giờ lời giới thiệu của chúng tôi trên những làn sóng truyền hình radio, trên dưới gần 40 anh em ca nghệ sĩ cùng vũ đoàn, thì tiếp nối chương trình một bài hát mang âm hưởng Phật Pháp. Thưa quý vị, bài hát được mang tên Đức Phật Từ Bi, do tiếng hát của ca sĩ Thanh Tâm cùng vũ đoàn Thanh Tâm sẽ biểu diễn sau đây. Mời quý vị thưởng thức. Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin cảm ơn phần trình diễn của nữ ca sĩ Thanh Tâm cùng với vũ đoàn Thanh Tâm. Và vâng, thưa tất cả quý vị, nữ ca sĩ Thanh Tâm ngoài giọng hát rất là ngọt ngào ra thì chị còn là trưởng của một cái nhóm múa mà quý vị thấy là trong các cái chương trình của Trung tâm Đỗ Thanh hoặc là của các giáo hội Phật giáo thì nữ ca sĩ Thanh Tâm cùng với vũ đoàn của mình đã dựng rất là nhiều những cái tiết mục hay, và trong đó thì có cái tiết mục mà quý vị vừa thưởng thức. Một lần nữa cảm ơn nữ ca sĩ Thanh Tâm rất nhiều. Dạ, nói đến hôm nay là cái khuôn viên của chúng ta rất là rộng, mà phải nói là hôm nay khung cảnh của chúng ta rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, lần đầu tiên chúng ta được có cái cổng đằng trước đi vào rất là đẹp, và khung cảnh xung quanh đây rất là rộng và nơi nào cũng có những điểm đẹp để chúng ta chụp hình. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi bây giờ cho đến 9 giờ đêm, một chương trình giống như là đại nhạc hội, hôm nay phải là trực tiếp thu hình, tại vì đứng trước mặt của chị Mỹ Ngân đây là tất cả những ống kính của đài truyền hình sẽ quay. Thưa quý vị, và chương trình của chúng ta có một trích đoạn rất là hay, trích đoạn cải lương theo Phật xuất gia, và có rất nhiều ca nghệ sĩ anh em của chúng tôi đã đến. Và bây giờ Ngọc Châu ơi, tiếp tục chương trình. Dạ, trong cái tâm tình đó thì rất nhiều những tiết mục chúng tôi phải lần lượt gửi đến tất cả quý vị, và không có để quý vị phải chờ lâu nữa. Thì thưa quý vị, cùng với phần đệm nhạc của ban nhạc Andrew Band, chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Thúy. Quỳnh Thúy xin gửi lời chào trân trọng nhất đến quý chư tôn đức, quý tăng ni, toàn thể quý cô bác và các anh chị em. Quỳnh Thúy xin mến chúc toàn thể quý vị một mùa lễ Phật đản thật tràn đầy hạnh phúc. Đẹp nhất hoa màu tím, truyền tình
giờ. Ôi lấy chồng chiến binh, lấy chồng thời chiến tranh, mấy người đi trở lại. Giờ khi mình đi mãi, giờ khi mình không về, thì thương người vợ bé bầu chiều quê. Nhưng không trên người trai thái lửa, mà trên người em nhỏ hậu phương, mà trên người em. Mỗi ngày chị Mỹ Ngân nghĩ rằng là trong hàng Phật tử chúng ta ai cũng có thể một lần để chắp tay niệm Phật, phải không ạ? À? Hôm nay bài hát được thể hiện qua hình ảnh đó, chắp tay niệm Phật, qua tiếng hát của Hoa hậu ca sĩ Thảo Lâm cùng với Vũ đoàn Việt Cầm. Mời quý vị một tràng pháo tay nồng nhiệt để đón chào tiếng hát của Thảo Lâm cùng Vũ đoàn Việt Cầm ạ.
Thảo Lâm rất là nhiều, thưa quý vị. Và tiếp tục chương trình văn nghệ của chúng tôi vẫn là những bài hát mang âm hưởng Phật Pháp, thưa quý vị. Bài hát được mang tên Về Dưới Phật Đài qua tiếng hát của nam ca sĩ MC Ngọc Châu. Ngọc Châu xin được trân trọng kính chào tất cả quý vị. Chẳng chưa
trong nguyện suốt đời theo con người xưa, và nguyện cho cuộc đời hết khổ đau. Hôm nay ngoài kia gió mưa nhiều, lòng con vẫn êm, tâm con đang mơ lời vàng ngôi cao quý. Đêm nay cầu xin đức từ bi thăm xót thương cho đời với bao nhiêu niềm tin ngàn kiếp không phai. Châu xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, mỗi mùa đảng sanh về đó thì thường hay rơi vào đúng cái dịp đó là ngày lễ dành cho những người mẹ. Cho nên là cũng trong cái tâm tình này, cũng trong ngày chúng ta đang vui mừng đón Phật đảng sanh, thì cho phép Ngọc Châu cũng xin được một lần nữa kính chúc cho tất cả những người mẹ Việt Nam nói riêng và người mẹ trên toàn thế giới thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Và một nhạc phẩm nữa Ngọc Châu muốn gửi tặng đến tất cả những người mẹ ở đây. Thưa quý vị, một nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Thu Hồ, ca khúc Quê Mẹ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trăng mơ mắt trông về trong cõi xa mờ, nơi xa xăm kia tôi say nhìn quê cũ dấu yêu. Ôi tình quê hương nơi chốn xưa có người mẹ hiền, tóc màu hoa bạc chiều chiều mắt ngất lệ vì con. Cho gió mưa quê
mẹ. Cầu cho cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, những tràng vỗ tay của tất cả quý vị. Và kính thưa tất cả quý vị, với cái không khí âm nhạc mà tất cả các anh chị em nghệ sĩ mang đến cho quý vị ngay trong khuôn viên của My Square Park với đại lễ Phật Đản Phật lịch 2561 ngày hôm nay, thì thưa tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm nữa và với phần thể hiện của một nữ danh ca mà đã đến từ rất sớm thưa quý vị và rất mong được lên sân khấu đây để được gửi đến tiếng hát của mình đến tất cả quý vị, nhạc phẩm Lời Ru Của Mẹ qua tiếng hát của danh ca Thiên Trang. Dạ, Thiên Trang xin kính chào quý thầy, quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến. Và bài hát đầu tiên Thiên Trang xin gửi đến quý vị ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng mang tên Lời Ru Của Mẹ. Thank you.
tiếng gọi quê hương. À ơi, tiếng gọi quê cùng trở về với miền Tây thân thương qua những cái cây cầu dừa. Mà những cây cầu dừa đó, thưa quý vị, nhỏ, trơn trượt nhưng mà lại gắn bó với rất nhiều về tuổi thơ của chúng ta. Và nhạc phẩm Cây Cầu Dừa của nhạc sĩ nổi tiếng Hàng Châu qua phần thể hiện của ca sĩ Michelle Nguyệt, thưa quý vị. Thank you. Michelle Nguyệt xin kính chúc các quý Phật tử và sư ông, sư thầy được an khang thịnh vượng. Thank you.
Phật là gì cả. Có thể rằng ai gieo phước thiện nguyện xanh về nơi yên tình cánh, tâm hằng ghi nhớ hồng danh sáu chữ Phật Di Đà thánh chúng đón ở đường. Tiến hành nguyện mong về cõi Phật, khiến xa liệt ít nàn tai ương, không không còn mơ thương tham lam mê trường, chỉ thuần tâm nhớ nhớ thương nhớ thương Tây Phương. Quang Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam độ cành lòng thênh thang dòng bước quay đầu về thấy tại tâm ta đất trần khánh mặc tình ai luyến lòng nương theo bóng nguyện trời tây nên gọt hài bát đức thành thơ.
Xin cảm ơn tiếng hát của nữ ca sĩ Tuyết Minh với nhạc phẩm Sen Nở Thấy Phật. Và thưa tất cả quý vị, tiếp nối trong không gian âm nhạc của buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức với một nhạc phẩm đã rất nổi tiếng của nhạc sĩ Y Vân, nhạc phẩm Lòng Mẹ, nhưng và có thêm phần cổ nhạc. Và ngày hôm nay đặc biệt thưa quý vị, ngoài phần đệm tân nhạc của Andrew Ben ra thì chúng tôi còn có sự góp mặt của đàn cổ, đó là nghệ sĩ Hoàng Phúc, và qua phần trình diễn của nữ nghệ sĩ tài danh Phượng Liên. Cảm ơn thật lớn cho nghệ sĩ Phượng Liên thưa quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị tăng ni, quý vị Phật tử, cho phép Phượng Liên đổi nón lá tại vì Phượng Liên bị tăng xong, mà nếu cao máu mà đứng cái nắng nó dọi đó thì sợ chút hát nửa chừng nát ngã cái bịch, cái tình này cũng hơi nguy hiểm. Xin phép được cho Phượng Liên đội nón để hát. Bài Lòng Mẹ Phượng Liên xin gửi tặng đến quý vị đã làm mẹ và đang làm mẹ. Lòng mẹ thương con giống không tận không cùng. Mẹ thương con từ lúc chưa lót lòng, từ lúc mới tưởng hình trong bụng mẹ. Mẹ đã vui mừng khi con mới đóng lần đầu tiên, là con trai. Vì con đã con trời lắm khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình tỉnh giấc.
từng giọt máu trong người. Rồi một sáng chim ca, con của mẹ mở mắt chào đời. Biển cả mênh mông một mình vượt sông, mẹ đã đến bờ với niềm hạnh diện thiêng liêng. Lòng mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên lạ lùng khôn tả, vui vì con của mình đã sẵn sơ ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con. Mẹ ơi nay con đã mòn gót lạng du, còn mẹ già đã 80 niên kỳ, nhưng mà lời ru của mẹ như vẫn còn vẫn vẫn bên tai. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, nắm canh chày mẹ thức đủ giữa năm. Mẹ đã thức với con cho đến ngày tuổi xây, biết bao nhiêu lần mắt kia mờ lệ, chỉ vì thương cho con trẻ vẫn còn lẳng đẳng nơi gốc biển vàng trời. Mẹ ơi bao nhiêu lần con đã bất hiếu với mẹ rồi, nhưng bông sen vẫn nở cánh hồng và dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và thưa quý vị, có một câu nói mà Trường Mỹ Ngân nghĩ rất là đúng. Xa quê về chùa, xa quê hình ảnh của ngôi chùa làm cho chúng ta ấm lại trong lòng. Chúng ta không thấy cô đơn, không thấy trống vắng, không thấy lạnh lẽo. Thưa quý vị, chính vì vậy mà hình ảnh của ngôi chùa luôn luôn ngự trị trong lòng của hàng Phật tử chúng ta. Bài hát được mang tên Chùa Tôi. Mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ. Ca sĩ nào đây ạ? Bước lên đây nào. Một người ca sĩ mà một khuôn mặt rất là thân quen trong cộng đồng Việt Nam chúng ta quý vị ạ. Quý vị biết ai không ạ? Thúy Hằng cùng vũ đoàn Việt Cầm, một chàng phát tay nồng nhiệt để chào đón quý vị ơi. Cảm ơn chị Trường Mỹ Ngân rất nhiều. Thúy Hằng xin kính gửi trân trọng chào đến quý thầy cùng với quý Phật tử. Lời chúc sức khỏe cũng giống như là đêm nay, chiều hôm nay rất gió mát với tình thương nơi mái chân chùa. Thì xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chùa Tôi cùng với Vũ đoàn Việt Cầm sau đây. Quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Trầm hương nương gió đưa hương thơm tỏa ngát. Chùa tôi trong nắng mai màu lam bay thướt tha, gặp nhau chắp tay A Di Đà Phật. Trăng sầm phản chiếu lung linh ngàn đài sen tỏa ra
xa xa đà đi bằng đà đi bằng xa xa bằng nhung phân hồ hồng đô lô mô phân ta bà tha dòng sông lam uốn quanh đồng lúa bát ngát xanh chùa tôi như đóa sen vươn lên trời cao ngàn hoa thơm thắm tươi hàng cây cao lá xêu chùa tôi lộng lanh dưới nắng chiều lặng đêm bao nguồn an vui hạnh phúc trong cõi trần ai chùa như ánh dương soi đường lửa thiêng sưởi ấm nơi nơi pháp luân chuyện ánh đạo vàng chúng sanh giác ngộ nơi lòng chùa tôi bao mến thương là nơi tôi lớn khôn dạy tôi luôn sống vui tràn hòa tình thương dù cho năm tháng qua dù cho bao đổi thay lòng tôi vẫn luôn nhớ mãi chùa xưa chùa tôi vẫn như thái dương rạng vì cho vũ đồng Việt Cầm một tràng pháo tay thật lớn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Wow, chùa tôi rất là tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Cảm ơn nữ ca sĩ Thúy Hằng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình văn nghệ hôm nay, một giọng ca cũng rất là trầm bổng, du dương, đi vào lòng người. Một tràng pháo tay dành cho nam ca sĩ đang vũ với bài hát được mang tên Quê Hương Bỏ Lại. Với Đăng Vũ đâu rồi? Lẹ lẹ đi quê hương sao bỏ lại rồi sao có khóc lóc gì không? Nhanh nhanh lẹ lẹ. Đăng Vũ xin trân trọng kính chào quý thầy, quý vị, quý Phật tử, lời chào thân thương. Cảm ơn quý vị. Một ngày mong mưa rào, một ngày thiếu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam. Đất nào sinh ra tôi, mẹ hiền nào cứu mang tôi, miền nào nuôi thân tôi, mà giờ này tôi xa rồi. Này dòng sông với nắng kia ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Hãy nhớ và hãy nhớ người Việt Nam đang lạc loài, hãy thương và hãy quý tình đồng bào ta với ta. Nhóm
ngọn lửa hồng thắp sáng vạn niềm tin. Gió chiều mang hương quê lòng giật mình trong cơn mê. Ngày buồn ôi lê thế một mình như ê chề. Sài Gòn ta vẫn nhớ Đà Lạt chìm trong sương mù. Chiều nào tiến vũng tàu sóng tận cùng đến Cà Mau. Nhớ nhiều quê hương ơi thật tận cùng xa xôi thôi. Vùng trời Nha Trang xưa và dòng Đồng Nai hưng hờ. Nào cần thơ nắng ấm thìa ruộng đồng lúa chín vàng. Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Chiều nào biến Vũng Tàu sóng tận cùng đến Cà Mau. Nhớ nhiều quê hương ơi thật tận cùng xa xôi thôi. Vùng trời Nha Trang xưa và dòng Đồng Nai hưng hờ. Nào cần thơ nắng ấm kìa ruộng đồng lúa chín vàng. Cần thơ nắng ấm thìa ruộng đồng lúa chín vàng. Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn.